Giáp Thìn 2024 tuổi nào giàu nứt vách, tuổi nào nghèo rất mồng tơi. Năm Giáp Thìn 2024 là năm tuổi nên người tuổi Thìn gặp vô vàn khó khăn trong mọi mặt cuộc sống, từ công việc, tiền bạc, tình cảm. Công việc biến động khiến cho thu nhập giảm sút, tiền bạc hao hụt. Con giáp này sẽ gặp áp lực nặng nề về tài chính. Ngoài ra, năm tuổi nên người tuổi Thìn cũng sẽ dính vào không ít thị phi, bị tiểu nhân hãm hại, dễ dàng mất lòng người khác mà mất đi không ít cơ hội làm giàu, kiếm tiền. Năm Giáp Thìn 2024, người tuổi Dậu sẽ phạm phải xung thái tuế, nên dễ gặp hạn tiểu nhân, vận thế nhiều biến động, sẽ phải đối mặt với không ít áp lực trong cuộc sống. Năm 2024, những điều không may mắn, những trắc trở sẽ khiến công việc lao dốc, thu nhập giảm sụt, phát sinh không ít chi phí ngoài dự kiến, đầu tư dễ thua lỗ nên dễ rơi vào cảnh phá sản. Năm 2024, những điều không may mắn, những trắc trở sẽ khiến công việc lao dốc, thu nhập giảm sụt, phát sinh không ít chi phí ngoài dự kiến, đầu tư dễ thua lỗ nên dễ rơi vào cảnh phá sản. Đặc biệt về tài vận, con giáp này nên thận trọng trong việc lựa chọn đối tác hợp tác làm ăn, kinh doanh, tránh bị mắc lừa mà rơi vào cảnh trắng tay. Người tuổi Sửu làm công ăn lương sẽ khó có cơ hội tăng chức, tăng lương do vấp phải sự đố kỵ ghen ghét của tiểu nhân. Năm 2024, tuy sẽ phạm phải xung thái tuế nhưng tài vận của con giáp này sẽ có sự chuyển biến khả quan, khởi sắc mạnh mẽ hơn so với năm 2023. Năm Giáp Thìn, người tuổi Tý sẽ được quý nhân tương trợ, cao nhân dẫn đường chỉ lối nên sẽ có cơ hội tăng thêm thu nhập cũng như cơ hội đầu tư, kinh doanh, do vậy tiền bạc dồi dào, rủng rỉnh. Năm Giáp Thìn 2024 là năm cường mệnh của người tuổi Hợi, cũng có nghĩa sẽ là một năm vô cùng suôn sẻ, thuận lợi của con giáp này. Con giáp này sẽ nhận được sự giúp đỡ không chỉ của bề trên trong gia đình và còn được sự tương trợ, chỉ dẫn của cấp trên nơi làm việc. Vì thế mọi mặt từ công việc, tiền bạc, tình cảm đều vượng phát. Đặc biệt, con giáp này sẽ có thêm không ít cơ hội để làm dày thêm ví tiền của mình. Năm Giáp Thìn 2024 cũng là năm cường mệnh của người tuổi Mùi. Tài vận, sự nghiệp, vận quý nhân đều vô cùng khởi sắc. Trong năm 2024, người tuổi Mùi có thể nói là làm đâu thắng đấy, đi đến đâu cũng có người trợ giúp nên không chỉ thăng tiến trong công việc, hạnh phúc trong tình cảm và giàu có về tiền bạc. Bài viết chỉ mang tính tham khảo, cung cấp nội dung trắc nghiệm vui cho bạn đọc. Cảm ơn bạn đã xem video. Nếu thấy hay hãy nhấn nút subscribe và theo dõi để ủng hộ kênh nhé.